Hello anh em, hôm nay em sẽ khui cho anh chị một chiếc máy đa năng. Con này là có cả máy ép trái cây này, có cả xay sinh tố này, có cả xay hạt khô, tiêu tỏi ớt. Đấy, con này của hãng Lesano nhé, hình như là mới full box đây, anh bóc thử nhé. Bên em thì chuyên hàng tuyển lựa hàng đấu giá, hàng đẹp xuất sắc và hàng mới full box. Đây, xem chi tiết nhé. Đầu tiên là một cái mũi xốp trên này nó gồm những cái gì đây. Mấy con này bỏ ra sao xếp lại không vất gì à. Ở đây thì nó, em thấy nó rất nhiều các phụ kiện này. Đây, xem cái này trước nhé. Nó sẽ gồm một cái này này. Cái này chắc là của cái máy ép này. Đây, đấy. Một cái này trước nhé. Để nhớ thì lát em xếp vào cho đúng cái gì này. Cái chổi cọ nó làm vị trí này. Cái này là cái để nhồi trái cây xuống này. Cái này chắc này cũng để nhồi trái cây xay sinh tố này. Cái này là một cái cốc cái này là cái này là cái cối xay tiêu tỏi ớt xay hạt khô nhá. Đó. Ở đây nó có một cái lắp xoáy này. Mới full box nhá, chưa dùng nhá. Ở bên trong này thì tiếp tục ở bên dưới này nó sẽ có một cái xốp. Trong đó nó sẽ có một cái cối thủy tinh này để xay sinh tố này. Cối này có dung tích bao nhiêu đây? Chưa thấy nó ghi dung tích trên cái cối này, khả năng nó ghi ở trên catalog. Cối này thì em đoán nó khoảng tầm 7 đến 800 ml thì nhá. Tiếp tục bên trong nữa là một cái catalog đây. Một cái catalog sách hướng dẫn sử dụng này, giới thiệu về cái máy này. Đây, cái máy nó sẽ bao gồm những cái này như này, đó. Xay các loại hạt khô sinh tố các kiểu nhá. Ép trái cây. Cái này là cái tờ phiếu bảo hành anh chị ạ. Phiếu bảo hành thì nó không có giá trị ở Việt Nam nhé. Ở Việt Nam mình thì là những người bán họ sẽ bảo hành cho anh chị. Và cuối cùng là một cái thân máy chính này. Đây, thân máy chính thì chưa dùng luôn nhá. Cái này là tắt này, cái này là bật này. Đây, model Latinan MG M3. Ở đây là có một cái khay để chị đựng nước ép, nó sẽ chảy ở đây này. Cái này như bằng thủy tinh nhá. Cầm cẩn thận nó vỡ. Rồi để em xem bên trong. Cái này nó vẫn còn băng keo, nó chưa bóc nhé. Đây, điện 100V, công suất của nó là 220W. Công suất cao nhất là 260W. Dung tích cối xay là 700ml. Đó, ghi rất rõ rồi nhé. Cái này thì bây giờ mình bóc bằng keo ra, thứ là mình lấy các khay ra mình dùng thôi. Hướng dẫn sử dụng thì chắc là ở trong cái cuốn catalog này thì nó hướng dẫn hết rồi. Đây này, đây có một cái ly thủy tinh đựng nước ép như thế này. Con này rất là đa năng này nhá. Vừa xay sinh tố này, vừa xay hạt khô này, vừa ép trái cây này. Tất cả trong một luôn. Con này là made in Japan nhá. Made in Japan này, em thấy nó ghi trên hộp này. Đây. Đó, made in Japan nhá. Latinan thì anh chị mua thì gần như là made in Japan hết anh chị ạ.
khi nào mà anh chị muốn dùng cái cối sao sinh tố này thì mình phải bỏ cái cối ép này ra. Đây em thử bỏ nhé, em thử bóc ra xem như nào đây. Ở đây nó có hai cái lẫy như này, mình nhấn nó vào nhé, sau đó mình bỏ cái này ra, như là bỏ được cả cái này ra này, đó. Đó, sau đó mình sẽ lắp cái cối này vào, không biết có phải tháo này ra không. Đây, cái này chỉ việc lắp vào đây thôi, mình xem cái đúng cái chiều mũi tên của nó nhé. Như chỉ lắp như vậy vào thôi nhá, mình đậy lắp lên đây rồi mình sẽ nhấn nút mình chạy thôi. Đó, còn xay hạt khô thì mình cũng bỏ cái cối xay hạt khô này, mình bỏ vào mình xay thôi. Đó, rất đơn giản. Trái cây thì mình cho vào đây, đây nó ép vào đây là cái cối để ép trái cây nhá, mình cho đây nó sẽ xay này, nó sẽ ép ra nước này, nó chảy vào đây, nó chảy ra cốc này. Đây người ta gọi là máy ép nhanh nhé, còn máy ép chậm thì nó sẽ khác. Những bản hàng Natina này thì nó quá là xịn sò rồi, nó nổi tiếng về cái độ bền bỉ của nó nhé. Đấy như vậy, lưỡi vàng chóe luôn này. Cái này mình không nhớ được ra. Nói chung mình nhớ được hết ra như vậy nhé, để mình vệ sinh này. Rồi chiếc này em sẽ bán cái gì, giá là 3.200.000 đồng nhá, chuyển khoản hết bên em sẽ bao ship toàn quốc, hàng được bao test lỗi 1 đổi 1 trong 30 ngày. Anh chị chuyển khoản hết thì chị sẽ được bao ship toàn quốc này, được tặng một chiếc ví da bò sáp. Còn anh chị muốn ship code thì vừa chuyển khoản trước giúp em khoảng 3-500 nghìn, sau đó là mình nhận hàng, mình thanh toan số tiền còn lại. Rồi, chị có tâm liên hệ em nhé, cảm ơn rất nhiều. Đừng quên cho em xin 1 lượt like, 1 lượt comment, 1 lượt đăng ký kênh, nhấn chuông để theo dõi video tiếp theo. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại chị video sau nhé. Anh chị nhớ giúp em là dùng điện 100V nhé. Tất cả hào địa thì những cái hàng máy móc bình thường này dùng điện 100V hết, trừ những con bếp từ công suất lớn là 200V hoặc cái điều hòa công suất lớn 200V.